đây em khuyên đây đây là em khuyên 96 đây đây em khuyên 96 sinh năm 96 còn đây là em Mộng Giang lâu lắm không ra video cho mọi người xem. Hôm nay đi bán hàng bên kỹ thuật thì giới thiệu mọi người một số cái dịch vụ mới của Viettel này. Đây là giám đốc của Yên Thủy, nhìn chán từ sáng đến giờ, nhìn chán hẳn, chưa bán được cái gì. Đây mọi người nhá, đây này, đây là xây nhà nhá. Cái dịch vụ xây nhà này thì mọi người cứ có cái tức là mọi người muốn xây nhà ấy thì muốn cái gói tiền bao nhiêu tiền thì sẽ liên hệ ở bên Viettel, xong rồi có đội kỹ thuật xuống sẽ lên cái phương án cho mọi người, thiết kế cho mọi người về cái nhà. Đấy, đây là về cái dịch vụ xây nhà này. Có mấy cái gói quà này. Nếu mà công trình từ 500 triệu đến 1 tỷ này thì sẽ được ưu đãi là 20 triệu. Đây là tặng một cái điều hòa Capper 1 chiều này, bình nước nóng này, máy lọc nước Carofi này, được trang bị một cái Wi-Fi Tenda F6, một cái camera C6N, một cái camera ngoài trời C3 với kép đây này. Đây một cái tenda, một cái tenda như này, một cái cam ngoài trời đây. Đây cam C3 này, C3 với kép. Ra đằng trước quay nó mới sáng. Từ từ, tí nữa mới review lại. Đây là một cái C6N lắp ở trong nhà. Đấy. Tiếp theo này, dịch vụ đây là cái gì anh Thiện nhỉ? Xây nhà này là cái gì? Home care. Xây dựng dân dụng. À đây là gói dịch vụ xây dựng dân dụng. Còn đây là dịch vụ home care này. Cái này. Cung cấp dịch vụ chăm sóc trọn đời cho ngôi nhà của bạn. Đây. Đa dịch vụ một điểm trạm, tức là trong đấy bao gồm tất cả. Đây là home care. Rồi dụ bảo dưỡng. Đây là dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện dân dụng. Tức là nhà mình có cái đồ gì cần bảo dưỡng thì Viettel sẽ bảo dưỡng cho. Mỗi người thì không bảo dưỡng thôi. Đây có bảng giá đây này. Ví dụ như bảo dưỡng một cái bình nóng lạnh này, một lần sẽ là 200.000. Đấy, nếu mà mọi người bảo dưỡng cái gói một năm thì nó sẽ là 420.000. Nó bao gồm là một cái máy lồng đứng này, một cái điều hòa BTU dưới 24.000 BTU này, kiểm tra hệ thống điện nước và hỗ trợ kỹ thuật trong vòng 12 tháng. Đây là dịch vụ bảo dưỡng dân dụng. Điện mặt trời kìa. Đến cung cấp và bảo dưỡng thiết bị gia đình. Đây tiếp theo nữa là cái điện, dịch vụ điện áp mái này, lắp điện mặt trời đây nhỉ. Đầu tiên phải đọc này, giá là 15 triệu trên 1 kW, như cái này là đã bao gồm nhân công lắp đặt và vật tư phụ. Cái này thì sẽ báo giá chi tiết sau khi mà tham khảo mà khảo sát nhé. Đây, cam kết 25 năm. Đây là giám đốc bưu chính Trần Linh. Khách hàng đến khách hàng kiểm tra xong khách hàng không lấy. Phải đi một số bằng thì nó ra vấn đề rồi. Không được cho bảo án. Vâng. Cái tấm pin thì được bảo hành 12 năm này. Cái bộ biến tần
của hệ thống thì bảo hành 5 năm, giá đỡ cũng được bảo hành 5 năm. Đây số hotline là 1900 989 8868. Đây ạ, đây là cái bảng giá chi tiết này. Đấy, nếu mà mọi người muốn thì gọi vào số này nhá. Tổng đài phần mềm quản lý bán hàng. Đây. Đây là cái gì nhở người ta? Bên công nghệ thông tin. Đây là giải pháp công nghệ thông tin mọi người nhá. Đây phần mềm, mấy cái phần mềm quản lý về dịch vụ bán lẻ đây này. Cho các cửa hàng tạp hóa. Đấy. Cho mấy cái mà mình bán hàng ấy. Như kiểu mã vạch này, mã máy in này, quản lý kho hàng này, quản lý bán hàng, doanh thu các kiểu đấy, hệ thống tự động mã code đây này. Cái này nó tiện lợi cho mình bán hàng, mình sẽ quản lý được cái hệ thống của mình. Đấy, tính tiền in hóa đơn này, quản lý hàng tồn kho trên điện thoại này, quản lý doanh thu, lãi và lỗ này, công nợ này. Đây, lập hóa đơn online luôn này. Hỗ trợ quét mã QR này. Đây, nói chung là nhiều thứ lắm. Đây, vẫn cái số của tổng đài nha mọi người nha, 1900 989 8868. Đây mà đồ hôm nay anh em đi bán đây này. Đồ đạc ngon thế mà chưa bán được cái gì. Miễn phí thiết kế tới 100%. Hệ thống quản lý chất lượng. Đây là đèn năng lượng mặt trời mọi người. Đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư trình độ cao có mặt tại 63 tỉnh thành. Hỗ trợ xin cấp phép xây dựng và các thủ tục pháp lý. Đèn vườn 200W hơn 1 triệu này. Cái này 100W thì lên tới 25 triệu đồng. Cũng hơn 1 triệu. Xây nhà trọn gói bao gồm một điều hòa 1 triệu 9.000 BTU, một bình nước nóng Casper 3 lít, đây nước Karofi, một thiết bị Wi-Fi tuyến Panda, ba camera quan sát trong và ngoài nhà. Còn đây là đèn cầm tay mọi người này. Có 6 lít. Loa thông minh Mica. Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín. Hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 25 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói. Từ thiết kế, xây dựng, lắp đặt nội ngoại thất đến cung cấp và bảo dưỡng thiết bị gia đình. Thế rồi anh ạ. Công trình Viettel anh làm cái năm tư đi vâng. Không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công, bảo hành chất lượng công trình 12 tháng, cung cấp dịch vụ chăm sóc trọn đời cho ngôi nhà được. Của bạn. Miễn phí thiết kế tới 100%. Vâng. Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001. Đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư trình độ cao có mặt tại 63 tỉnh thành. Hỗ trợ xin cấp phép xây dựng và các thủ tục pháp lý. Đặc biệt từ 15 tháng 10 tới 15 tháng 11 tặng ngay gói quà tân gia lên tới 25 triệu đồng cho khách hàng xây nhà trọn gói bao gồm một điều hòa 1 triệu 9.000 BTU, một bình nước nóng Casper 30 lít, một máy lọc nước Karofi, một thiết bị Wi-Fi định tuyến Panda, ba camera quan sát trong và ngoài nhà. Công trình Viettel xây nhà có tâm. Chọn người có tầm. Liên hệ 19. Đây, mấy tờ vào chú ạ. Cầm nhiều vào cho nó nhiều dịch vụ. Đây đây cho xem trong là tí nữa. Nó có cái thẻ thẻ mạng nhiều ghi không nhỉ? Thẻ nhớ gì ạ? Với hơn 25 năm kiếm nhiều ghi. À tí nữa có, tí chú quay lại đi. Vâng. Đây là cái cam C3 VK này bán thẳng này, lưu bằng thẻ nhớ này. Hơn 1 triệu. Cái này dưới 1 triệu này. Chọn đời cho ngôi nhà của bạn. Miễn phí thiết kế tới 100%. Đây là nhận diện AI. Đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư trình độ cao có mặt tại 63. Đây Wi-Fi dù gì. Xin cấp phép xây dựng và các thủ tục. Dù gì hai băng tần này, 1200. 15 tháng 10 tới 15 tháng 11. Tốc độ tối đa là 1200 m. Triệu đồng cho khách hàng xây nhà trọn gói bao gồm một điều hòa 1 triệu 9.000 BTU, một bình nước nóng Casper. Cái này có hơn 600.000 này. Cái con đu gì lúc nãy.